Chào mọi người, mình đang đứng trước đường đi vào khu hành hương Saint Lawrence ở gần Duck Lake. Cái đường highway đây là đi Prince Albert. Còn khoảng 50 cây nữa là tới thành phố PA. Đây là đường highway xe chạy. Thì trên highway này thì có cái điểm hành hương nổi tiếng, đó là Saint Lawrence. Đây là quay quang cảnh cái cổng trước khi vào. Không phải cổng mà đầu đường. Đầu đường trước khi vào khu hành hương Đức Mẹ nổi tiếng ở gần Duck Lake cũng như là gần PA với Saskatoon. Trung tâm hành hương của giáo phận Prince Albert. Thì hàng năm vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 là những ngày lễ Đức Mẹ là tổ chức ở đây hành hương lớn lắm. Bà con khắp nơi đổ về đây cắm trại rồi tham dự lễ. Nó nằm giống như nằm ở giữa một cánh đồng rừng, không có nhà mọi người. Bây giờ sẽ chạy xuống vô trong để quay cho giới thiệu cho mọi người biết rồi. Ai mà tháng 7, tháng 8, tháng 9 những ngày lễ trọng của Đức Mẹ mà đi PA hoặc là đi Waskasu, ghé vào đây cầu nguyện. Mọi người thấy giống như cánh đồng hoang đường highway hôm nay trời đẹp. Những vật dụng mà nến rồi đủ mọi thứ người ta vô đây cầu nguyện. Đây chuỗi chẳng hạt to đấy, vậy chuỗi chẳng hạt to với bạn thứ hai là đức tin sẽ làm mọi thứ trở nên có thể. Our Lady of Lourdes Monument năm 2012 là người ta xây cái này. Đây là hoa tươi luôn này mọi người, hoa tươi. Đây người ta vô người ta cầu nguyện thì có thể treo hình. Đa số là những người da đỏ, người First Nation người ta vô đây cầu nguyện, người ta bỏ thuốc lá. Mọi người ơi, thấy trong này tiền vẫn còn này, tiền này, gấu này, bê này, hình nữa này đó. Nếu ai mà đi ngang đây thì có thể ghé đây đọc một chuỗi mân côi cầu nguyện với Đức Mẹ. Đây là không phải nữa này. Faith makes all things possible. Edward and Joseph donate. Chẳng hạn. Ảnh tượng quá trời. Và mùa hè ở cái khu này rất là nhộn nhịp. Nhộn nhịp cho cái hành hương, trung tâm hành hương này rất là nhộn nhịp. Đây hoa, các loại hoa này, hoa giả không nha mọi người. Hoa giả không. Rồi bây giờ đi vô trong chỗ trung tâm hành hương này. Trà đồng dẫn đi, bên này trà đồng dẫn đi đây. Cái thổ thổ địa của ngài đây. Đây là con đường đi vô chỗ hành hương
chạy chừng khoảng một lúc nữa là tới đường đất không à mọi người? Mọi người có thể thấy đường đất không à? Giống như là vô rừng hoang vậy. Chỗ hành hương này. Hành hương Đắk Lắk. Kiến nó hơi dơ, quay không có rõ nên mà đường đi vào. Đường cát không à mọi người ơi, đường cát không? Đi vào chỗ hành hương. Cát cái này mà mưa xuống là sình lầy trơn lắm nha mọi người. À, xuống dốc. À, bây giờ xuống dốc. À, là cây cối không, rừng rú không. À, bây giờ cha Đông đang đi trước dẫn đường vào đó. Đây là đi vào cái cổng. Đó, cái cổng đây và cái cổng ở chỗ hành hương và để cái chữ slow down này. Và chạy thẳng tiếp tục chạy về phía trước ra. Mọi người thấy giống như đi vô trong rừng vậy. Để chỗ hành hương từ ngoài highway vô đây chắc cũng phải 5-10 phút lái xe. Bắt đầu đi vào cái khu vực hành hương. À, nhà mấy lều này kia bây giờ vắng hết rồi, hết mùa hè người ta hết cặp trại đây rồi chứ. Quang cảnh hàng cây đẹp không? Đây có cái nhà thờ bằng gỗ là lâu lắm rồi đó, lâu đời lắm rồi. Đây chạy xe theo xe Trà Đông. À, bên này có mấy điểm information center. Food canteen là nơi bán thức ăn ở trong này. À, bây giờ mình chạy xuống dưới cái đồi để hành hương coi cái nhà thờ gì đó. Mọi người thấy là những cây thánh giá. Ta đi chặng đạo thánh giá ngoài này luôn. Đây vẫn còn một người cắm trại. Cắm trại trailer ở đây. Cả người ở đây. Mang đồ ở trong kia. Ừ, mang cho đây. Mấy giờ ta? 9 giờ. 15 phút rồi quay lại. Đây là nhà thờ cho nữa quay nhà thờ nơi mà tổ chức lễ khi mà mọi người tới hành hương ạ. Để đây. Đó. Rộng rãi. Bữa nay có thánh lễ thì đến đây quay. Đó. Mọi người đang là chuẩn bị dọn thánh lễ trước khi chuẩn bị lá vàng này.
lá vàng mùa thu chuẩn bị. Đây, bệ ghế người ta có thể ngồi đây. Đây, đây nơi hành hương, nơi tổ chức lễ. Đây là phòng giải tội, confessional. Đây, một sư giải tội ở chỗ đây. Cảnh này đẹp lắm. Cây cối. Chuẩn bị vào mùa đông như mùa thu. Nếu mà ai mà ở gần Saskatoon hoặc PA thì hàng năm, tháng 7, tháng 8, tháng 9, những ngày lễ trọng của Đức Mẹ thì có thể đến đây. Đến đây tham dự. Nhưng mà năm nay do Covid thì mọi hoạt động ở đây bị hủy hết, cancel hết. Thì cũng vắng. Không có đông cho lắm. Ngày sinh nhật Đức Mẹ vào tháng 9, đầu tháng 9 thì chỗ này đông nhộn nhịp lắm. Mà năm nay thì vắng hết. Ta vẫn còn để kê đây là please do not sit on this pew vì vẫn còn trong mùa COVID. Quay nhầm lại đây. Đây là rửa tay rồi mọi người phải ghi tên xuống khi tham dự thánh lễ ở đây. Vườn hoa. Vườn hoa rồi. Người trang trí. Chùa. Đây các trái tạo ra một thác nước nhỏ nhỏ. Máy quay. Cái set up máy quay quá trời. I'm gonna have to go over to one a few times. Đây, mọi người đang chuẩn bị cho thánh lễ ngày hôm nay. Oh, that foam is perfect, isn't it? Mũi lắm nha mọi người ơi, ở ngoài này mà không chỉ thuốc mũi là mũi lắm. Máy quay. Chào đâu, nói gì không? Cảnh của đền Đức Mẹ Conception. Immaculate Conception. Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Until then, it's fluency as can be. Hoa giả nha mọi người, nó nằm trong bụi, cứ tưởng thật nhưng mà thật sự là hoa giả. Đó. Đẹp không? Hoa giả ta chế trong bụi. Đẹp như hoa thật.